xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay kênh Giã Sử Việt xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ tiểu thuyết audio lịch sử Chiến tranh Điện Biên Phủ, cao điểm cuối cùng. Ngọ ngẩng đầu nhìn trời, trời sao cao mà xanh thế. Những đám mây trắng không bay ngang mà như đang bay cao mãi lên vào khoảng xa xanh. Nhìn trời lần cuối cùng này mới thấy trời thật đẹp hai tên lính dẫn ngọ vượt qua đường kia cao đi xuống một bãi đất bằng. Ở đây còn nhiều đám cỏ lau khá xanh. Đại bác của ta khi bắn vào vị trí địch hình như có ý chừa lại những đám cỏ vô tội này. Nước sông nậm rốm chảy ngầm dưới lưới dây thép gai đen xì, vẫn sáng lên như bạc. Xa xa là dãy đồi khu đông, trên đỉnh đồi có những lá cờ đỏ. Thực ra chỉ có ba lá cờ trên ba quả đồi về phía tuần giáo nhưng ngọ nhìn thấy màu đỏ đang chan hòa bay múa trên khắp những quả đồi trước mắt anh. Ê Việt Minh, đào chan. Tên lính hỏi đến lần thứ hai ngọ mới hiểu, nhưng anh không trả lời, cứ tập tĩnh đi. Nó không trói tay, không bịt mắt, chắc nó lại chơi lối bắn cũng trộm sau lưng rồi. Anh muốn bảo chúng nó, việc gì phải làm thế? Tao khoanh tay đứng im cho chúng mày bắn. Ngọ quay lại hỏi, chúng mày định đưa tao ra chỗ nào? cái gì Tên lính lông mày vàng như dâu ngô Da mặt đỏ và sần như da gà trọi Mới nhìn có vẻ dữ tợn Dương đôi mắt lờ đờ lúc nào cũng như cụp xuống vì mệt mỏi và thiếu ngủ Hỏi lại ngọ bằng một giọng ngọng nghịu Chúng mày định bắn tao ở đâu O đao Một tên lính lắp lại rồi hai tên lính xì xồ với nhau và đáp lại ngọ bằng một tiếng quen tai Nhưng ngọ nghĩ mãi vẫn chưa tìm được ra nghĩa cả hai tên lính vẫn khoác súng trên vai gù lưng đi chậm chậm theo ngọ nét mặt không tỏ vẻ gì đáng sợ bọn chúng đã quá quen với công việc này rồi chăng hay là không phải nó đưa ngọ đi bắn nếu không đưa ngọ đi bắn sao nó lại không dẫn ngọ về chỗ giam cũ ngọ bắt đầu phân vân suy nghĩ chúng đưa anh tới gần bờ suối a à, một đỏ lòm phía trước đập vào mắt anh tên lính mặt sần sùi chỉ cho ngọ một cái hố nhỏ đã đào sẵn nhắc lại với ngọ cái tiếng quen quen nó đã nói với anh ba nãy lúc này ngọ hiểu ra anh hỏi lại nó không giấu được vẻ mừng rỡ xà lim phải không ô ui sen lun ngọ xuống hố ngồi xong hai tên lính đóng cọc và căng dây thép gai đầy trên đầu anh ngày hôm ấy chúng không tiếp tế cho anh cả cơm lẫn nước buổi trưa ngọ tưởng bị nắng thiêu chín trong hố nửa đêm anh lại tưởng như mình bị dìm dưới một hang đá sâu bọn đá ma này muốn giết ngọ dần mòn trăng sáng hôm sau ngọ nghe có tiếng người nói chuyện xì xồ với thằng lính gác một lát mớ dây thép gai trên đầu ngọ được một thanh sắt kênh lên người dân bị bắt cho bọn ngọ bánh mì đẩy xuống hố một hộp bánh quy một bi đông nước và một chiếc xẻng hàng ngày ngọ được tiếp tế đều đạn như vậy hình phạt ngọ phải chịu ở đây nặng gấp 10 lần khi ngọ còn được chúng giam chung với anh em. Lưới dây thép gai chúng căng trên đầu ngọ dày đến mức anh không thể đút lọt hai ngón tay. Những mấu thép như đầu con sen đó không cho ngọ nhìn thấy một chút nhỏ cảnh vật chung quanh, dù chỉ là một đám cỏ vàng úa còn sót lại bên bờ suối. Với chiếc xẻng của người dân đưa cho, ngọ đã khoét được dưới đáy hố một chỗ nằm khá rộng. Anh có nhiều thời giờ và đôi tay đòi làm việc nhưng cũng không dám khoét thêm vì khoét rộng mà không có gỗ trống hầm dễ bị sập đêm nằm đất lạnh buốt như nằm trong hang chỉ mong cho chóng sáng sáng lại mong đến khi đồng bào tiếp tế cơm nước ăn cơm xong lại mong đến lúc được nhìn thấy ông mặt trời chỉ khi ánh nắng đã tráng vàng cả cái lòng hố tối tăm này ngọ mới thấy mặt trời hiện ra trên đầu như một con mắt giận dữ và ngọ chỉ được nhìn thấy nó trong một thời gian thật ngắn ngủi Mọ bầy cờ chân chó đánh một mình để giết thời gian cho đến khi hơi nóng trong hầm hết dần. Căn hầm lại chìm nghìm trong bóng tối giá lạnh. Và anh lại trong mắt chờ sáng. Chờ nhìn thấy ánh sáng để tin chắc rằng mình không phải đang nằm trong một tấm áo quan. Đôi lúc ngọ ngồi nhớ xem có phải hôm xuất quân ở thọ xuân. Thanh hóa mình ra đường đã gặp gái hay gặp đàn bà chữa không? Nhưng không phải. Anh nhớ ra là bữa ấy anh gặp ông chủ nhà. Anh còn nhớ rất rõ hôm đó ông chủ nhà cứ nắm mái lấy tay mình, cho đến lúc anh em phải chạy lại gọi mình đến tập họp. Có lúc ngọ nghĩ vẩn vơ nếu bây giờ phải đánh đổi 10 năm sống để gặp lại anh em ngọ cũng đánh đổi ngay. Tên lính Pháp, lúc nào mặt cũng đỏ tía như vừa uống rượu, thỉnh thoảng lại hiện ra sau lần rào gai hỏi ngọ bằng những tiếng ngọng nghịu, việt mìn, an thua lá khô, và nó lại ném cho ngọ một điếu thuốc lá sợi đen xì, chỉ hút hết nửa điếu ngọ đã thấy đầu váng vất, nhìn cặp mắt lúc nào cũng đờ dẫn, chịu nặng mệt mỏi của nó. Bây giờ ngọ mới thấy nó có một bộ mặt thật hiền. Giá nó biết được nhiều tiếng Việt hơn nữa, thì anh cũng đỡ buồn đôi chút đây. Nhưng nó chỉ biết những tiếng đã đem dùng với ngọ, và chắc nó cũng sợ bọn cai đội bất thần đi kiểm soát. Ngọ bắt đầu thấy mến cái bộ mặt đỏ sần sùi mà lúc đầu anh rất ngại nhìn. Anh mong dở gác của nó, mong được nhìn thấy mặt nó như người bị đầy một mình nơi đảo hoang mong nhìn thấy một cái mặt người. Đêm hôm đó, ngọ chẳng chọc mãi, bọn gác thay phiên đến lần thứ ba anh mới thiếp ngủ. Ngọ thấy mình đi lạc giữa một rừng cỏ danh rậm rạp. Anh loanh quanh mãi không tìm được lối về vị trí chú quân. Chợt anh nghe tiếng người gọi đằng sau. Anh quay lại nhìn mãi vẫn không thấy một bóng người nào trong đám rừng lau cao vút. Anh lại lững thững đi. Được vài bước lại nghe tiếng người ban nãy gọi quay lại vẫn không nhìn thấy một ai. Ma quỷ nào định trêu mình chăng? Chả lẽ lại có ma thực à? Anh nắm chặt khẩu súng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng không có gì cả, chỉ thấy tiếng gọi mỗi lúc một rõ dần bên tai. Ngọ bắt đầu tỉnh ngủ và nhận thấy rõ ràng không phải anh mê mà đang có ai gọi mình trên miệng hố thực. Ngọ trồm dậy chui ra khỏi hầm, nhìn lên trên miệng hố chỉ thấy trời lấm tấm chỗ đầy sao một đám mây nhẹ như một làn khói đang trôi qua. Tiếng người bỗng im, ngọ dòng tai ra chờ đợi. Không phải mình nghe nhầm. Đúng là có người đã gọi anh. Cứ có người gọi lúc này là điều hay rồi. Không còn gì tai hại cho anh hơn là bị mọi người bỏ quên dưới lỗ huyệt này trong khi rõ ràng anh còn đang sống. Chợt anh lại nghe thấy tiếng gọi ban nãy. Tiếng nói vọng đến tai anh như một hơi gió. Nhưng lần này anh nghe thấy rất rành rọt. Có ai dưới này không? Có ai ở đây không? Ngọ đáp ngay Có tôi bị giam dưới này Mấy người Bộ đội hay dân Bộ đội đây Một người Ngọ nghe thấy tiếng kéo bấm rào dây thép gai lách tách Một lát sau Lưới rào trên đầu ngọ bật ra Ngọ định nhảy trồm ngay lên Thì thấy cuồng chân Không sao đứng thẳng được Một lát Anh mới trèo lên khỏi miệng hố Nhìn thấy một bóng đen đội chiếc mũ nhựa tùm hụp, ngọ hơi nghi ngại. Bóng đen hỏi anh: "Đồng chí ở đơn vị nào?" Giọng nói quen quen làm ngọ cảm thấy mình không thể bị lừa dối, anh nói: "Trường Sơn." "Trường Sơn à? Nhà một bí danh chỉ đơn vị tiểu đoàn trong chiến dịch nào?" Người đang hỏi kiểm tra anh bí danh của tiểu đoàn. Ngọ đáp ngay: "Nhà Lục." Nha nục à Đồng chí ở xe nào Ngọ kêu lên Ôi giời ơi Anh Cương Ngọ nắm lấy áo người đứng trước mặt Ngọ đây Ngọ đây mà Cương cũng kêu lên Đồng chí Ngọ Vẫn sống à Anh em đâu cả Nó ra mở đăng kia Cách đây xa Chỗ nó để kho đạn Đại Bác Gần đường cái ấy Có nhiều lính gác không Hai tiểu đội nó thay nhau gác cả ngày đêm anh em có đông không đông lắm đến năm chục người cường ngẫm nghĩ rồi nói thôi để các đồng chí đó ở ít ngày nữa rồi cũng ra thôi cậu ngọ này cậu có biết con đường từ mường thanh lên a một nó ở chỗ nào không đường từ mường thanh lên a một ấy à ngọ hỏi lại nỗi mừng còn làm cho anh ngơ ngẩn có phải nó ở hướng này không cương chỉ sang trái mình không phải nó ở bên này ngọ chi về phía a 1 lúc này anh đã tỉnh táo thật không cậu đã thấy nó rồi à thì hôm tôi bị bắt nó đưa tôi xuống theo con đường đó nó có đường ngâm mà không đường ở ngay trên mặt đồn xe tăng nó vẫn đi được cương tỏ vẻ vẫn chưa tin hẳn sao ở trên mặt đồn mà ở đồi cháy bắc ống nhòm nhìn sang không thấy ở đồi cháy ấy à Ở đấy thấy làm sao được Nó ở sườn đồi bên này cơ mà Nó đi đằng sau cây đa cụt ấy mà Cường vỗ đùi Chết cha thằng Tây rồi Mình cũng đã ngờ ngợ Thế thì nó ở hướng này phải không Có cầu qua suối không Vâng Nó ở hướng này Có một cái cầu gỗ Mình lại cứ đoán nó ở phía trái Nếu không gặp cậu thì đi đến Tết cũng không tìm ra Vừa rồi tôm thằng gác nhưng lại vớ thằng lính tây thành nói nó không hiểu bọn mình thấy nó chỉ xuống hố này đoán đúng là trong hố có người sao cậu ngủ say thế à này cậu có biết bao nhiêu lâu nó thay gác một lần không chừng hai tiếng cũng sắp đến lúc nó thay gác phiên trước thay được một lúc lâu tôi mới ngủ sao nó lại ra một mình cậu ở đây tôi đánh thằng quan ba bị nó bỏ xả lim cương cúi đầu đứng lặng một lúc bây giờ phải giải quyết thằng gác này phải cho nó một báng súng thật mạnh vào thái dương nghĩ đến việc sắp lan tự nhiên anh thấy rờn rợn trong những cuộc chiến đấu nhất là khi trận đánh đang diễn ra ác liệt anh lao vào kẻ địch như một con thú bị thương say mồi nhưng lúc này dưới chân anh là một tên địch đã bị trói gô khi bọn anh nhảy đến dí súng vào tên gác này nó ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng để bọn anh tước súng và trói lại nó lại chỉ cho anh biết có người của mình bị giam dưới hố. Nó còn nói thêm một số điều gì mà bọn anh không ai hiểu, nhưng anh biết chắc những điều nó nói đó không phải để chống lại bọn anh. Cương chép miệng rồi gọi mấy người đứng bố trí chung quanh lại. Anh nói: "Cậu chung đưa anh em và đồng chí này theo đường cũ từ từ ra đi thôi. Nhớ bỏ cẩn thận, đừng chạm vào ống bơ và mìn của nó. Tôi ở lại giải quyết cái thằng này rồi ra ngay." ngọ cúi xuống nhìn thằng lính bị trói gô miệng nhét rẻ nằm còng queo dưới đất mắt nó trắng đã mở trừng trừng không chớp như mắt người chết ngọ nhận ra thằng lính mặt đỏ vẫn cho anh thuốc lá mọi ngày thằng này đối với chúng tôi tốt lắm anh cương ạ à. thằng gác kia đến thì thế nào nó cũng khai đường chúng ta ra ngọ đứng im một lúc rồi quay ra đi cùng với mấy người kia cương đang cúi đầu chật ngẩng lên gọi ngọ ngọ quay lại Cương hỏi Gần đây có cái hùng nào khuất không? Nơi nào mà thằng gác đến nó không tìm thấy thằng này ngay? Trong kia có nhiều đám cỏ danh kín lắm Trong đó chắc nó có gai mìn Không đâu Hôm trước đến đây tôi thấy bọn chúng nó vẫn cứ lại ở đấy Cường nói với mấy người kia Cậu Trung đưa mình mảnh vải rủ Các cậu đi trước đi Cậu ngọ ở lại đây cùng ra sau với mình Cương kiểm tra lại dây chói rồi lấy mảnh vải dù bịt kín mắt thằng lính lại. Cậu khiêng với mình một tay, đem nó quẳng ra đó. Ngọ định nói một câu cho thằng lính đỡ sợ, khỏi dãy dụa nhưng không biết nói thế nào cho nó hiểu. Một lát anh nghĩ ra, không sợ, chúng tao đưa mày đi xà lim, xe luyên, xe luyên ấy mà. Có lẽ thằng Tây hiểu thật, nó nằm im cho hai người khiêng, người nó võng xuống nặng như một con trâu. Họ quẳng nó vào giữa một búi cỏ danh cách đó dăm chục thước. Lúc quay ra, Cương ra hiệu cho ngọ bước thật nhẹ để thằng gác không biết họ đi về hướng nào. Đi một quãng xa, ngọ ghé vào tai Cương. Anh làm thế nào mà vào được đây? Cắt dao. Em cứ tưởng anh chết rồi. Chết thế nào được? Còn phải sống để tổng công kích chứ? Em nghe tiếng anh mà em nhận được ra đấy. Ngọ mùm mỉm cười rồi lại nói. Anh không cứu em thì vài ngày nữa em chỉ buồn mà chết. Cậu cứu tớ đấy. Không gặp cậu thì loanh quanh đến sáng trưa chắc đã lần ra. Ở nhà còn đông anh em cũng không anh. Cũng còn. Thôi im lặng, lát nữa về nhà nói chuyện. Gần đến A3 rồi. Những vấn đề chính như vậy là hội nghị đã thống nhất. Bây giờ còn có một số đồng chí muốn biết bộ và đại đoàn đã làm gì để giúp chúng ta giải quyết cái hầm ngầm Trung đoàn trưởng Trang ngồi xếp bằng tròn giữa hầm. Anh đã ngồi như vậy suốt từ đầu buổi họp đến giờ. Hình như người ta chưa nhìn thấy anh thay đổi cách ngồi. Tấm lưng to bẻ của anh vẫn thẳng băng. Những cán bộ ngại ngồi họp lâu thường nói nhỏ với nhau là trung đoàn trưởng ngồi thành chai đít rồi nên không biết đâu. Chưa bao giờ người ta thấy trung đoàn trưởng tỏ vẻ mệt mỏi trong một cuộc họp. Vẫn cái giọng dề dà quen thuộc, Trang nói tiếp. Công việc này thì cũng có người biết rồi có người chưa biết có người nghe phong phanh phải không các đồng chí tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ba liếc nhìn vinh nháy mắt một cái rồi nói thật to anh em chúng tôi không ai biết gì đâu ạ à. tiếng cười ồ trung đoàn trưởng cũng cười nhe hàm răng to ám khói thuốc lào cái cười của anh hóm hình một cách thật thà có biết thì cũng chỉ biết phần nào thôi việc này trước chưa phổ biến với các đồng chí vì còn phải giữ bí mật và cũng chưa biết có làm được không nên không nói trước bây giờ đã đạt được kết quả một phần rồi buổi sáng tôi có xin ý kiến chính ủy đại đoàn chính ủy nói có thể phổ biến với các đồng chí trong phạm vi hẹp nghĩa là trong các cán bộ tiểu đoàn họp ở đây thôi để trước khi bước vào chiến đấu các đồng chí tăng thêm phần tin tưởng đồng chí đại đội trưởng công binh của đại đoàn cũng vừa mới tới bây giờ đồng chí cao sẽ kể lại một cách tương đối cụ thể cho các đồng chí biết công binh đã làm như thế nào để phối hợp với chúng ta. Người đại đội trưởng công binh ở ngoài đi vào giữa hầm, quần áo anh vàng khẻ, chân đi đất, quần sắn móng lợn, chiếc dù ngụy trang dắt một bên thắt lưng lòe xòe. Anh xoa tay làm ra dáng điều trị trọng. Mấy cán bộ mùng mỉm biết anh ta đang đóng kịch để sắp bắt họ lại phải cười đây. Anh ta là một cán bộ đại đội lâu năm nổi tiếng là ngổ ngáo và hay đùa bỡn. Thưa các đồng chí, tôi đang làm nhiệm vụ ở ngoài kia được lệnh của trung đoàn trưởng gọi lật đật về đây ngay quần áo lôi thôi thế này các đồng chí tha lỗi biết anh ta đã bắt đầu dở trò mọi người cười ầm vừa rồi chính ủy đại đoàn có chỉ thị cho tôi là báo cáo cụ thể lại với các đồng chí những việc chúng tôi đã làm để phối hợp với các đồng chí trong thời gian chúng tôi tiến hành công tác cũng có một số đồng chí đến khêu gợi nhưng lúc đó chúng tôi chưa được lệnh trên nên buộc lòng phải giữ bí mật, bây giờ cũng mong các đồng chí bỏ qua cho. Mọi người lại cười ồ. Cái tài làm cho mọi người phải cười của anh ta là ở chỗ anh ta chiêm những câu không cần thiết cho bản báo cáo để đùa nghịch bằng một vẻ mặt rất nghiêm trang. Vinh lẩm bẩm, thằng cha cù được. Cách đây nửa tháng, đại đội trưởng Cao đang làm nhiệm vụ chỉ huy một bộ phận đoạt dù tiếp tế của địch thì có lệnh của tham mưu trưởng đại đoàn gọi anh phải đến ngay sở chỉ huy của tiểu đoàn một tại trận địa. Cao hớt hải tới nơi thấy đại đoàn trưởng và trung đoàn trưởng Trang đang ngồi chờ mình trong một căn hầm uống nước mưa. Thoạt nhìn thái độ người chỉ huy cao cấp của mình, Cao đã đoán được là có việc gì quan trọng đây. Quả đúng như thế thật. Hôm đó, đại đoàn trưởng đã giao cho đại đội một việc mà anh chưa từng làm từ ngày được điều về chỉ huy đơn vị công binh đến giờ. Đó là nhiệm vụ bí mật moi ruột đổi A1, đem một tấn bộc phá vào đặt dưới chân hầm ngầm để giật tung nó đi ngay từ phút đầu của đợt tấn công sắp tới cao phấn khởi nhận nhiệm vụ, vì biết việc mình làm sẽ có một tác dụng lớn đối với trận đánh. Anh biết có những khó khăn đang chờ đợi mình. Điều này không những không làm anh lo sợ mà lại còn kích thích thêm lòng ham muốn của anh, vì tính anh vốn ưa những sự mạo hiểm. Trung đoàn trưởng Trang đã cùng Cao ra đồn địch tìm nơi mở cửa đường hầm. Đêm đầu, một tiểu đội công binh lên đảo, mới quốc được 10 nhát vào lớp đất đồi rắn như đá non, đã bị địch ném lựu đạn ra thương vong gần hết, phải dìu nhau xuống. Biết lên đảo nhiều người thế nào cũng bị lộ. Đêm sau, một chiến sĩ công binh xin lên đảo một mình. Nhờ giữ được bí mật, đêm hôm đó, đồng chí này đã khoét được một chiếc hố nhỏ vừa lọt người có chỗ đứng chân làm bàn đạp rồi từ đó ta cứ tiếp tục khoét sâu vào mỗi ngày lại thêm một khó khăn mới đến với họ từ cửa đường hầm ta tới chiếc lô cốt đầu tiên của địch cách nhau không đầy chục thước hễ nghe tiếng động mạnh địch lại quẳng lựu đạn xuống đảo vào được mươi thước gặp thêm một khó khăn là vấn đề ánh sáng trong hầm sâu thiếu không khí đèn đó mang vào đều bị tắt bộ tư lệnh đại đoàn theo dõi tin tức họ từng ngày từng buổi khi biết anh em làm việc không có ánh sáng tư lệnh trưởng và chính ủy lập tức gửi ngay xuống đường hầm một hộp đèn thắp bằng pin hộp đèn này mới thu được của địch thấy hai đồng chí cán bộ chỉ huy đã có tuổi thường phải làm việc khuya trong hầm cơ quan hậu cần đã gửi tới chiếc đèn này từ hôm đó đêm đêm người ta lại thấy hai mái tóc hoa râm cắm cúi làm việc bên ngọn đèn dầu vàng khè phun muội mù mịt vấn đề ánh sáng vừa tạm giải quyết lại vấp phải một khó khăn khác lớn hơn vào sâu trong lòng đất. Họ không còn không khí để thở. Mỗi người vào chỉ quốc được mười nhát là cổ nghẹn tắc, mồ hôi vã ra. Đáng lẽ làm việc trong hầm sâu thế này phải có máy quạt thông gió. Họ đã tưởng phải bó tay. Bàn bạc mãi, anh em tìm được một cách khắc phục tạm thời là dùng quạt nan. Một người vào đảo bên trong thì mấy chục người nằm nối nhau sau lưng anh ta ra đến tận cửa hầm mỗi người cầm một chiếc quạt nan, quạt liên tiếp đẩy không khí từ ngoài vào. Tuy vậy, những khi vào đảo, người khỏe nhất cũng chỉ làm việc được 15 phút. Họ lại còn phải tìm cách giấu không cho địch nhìn thấy đống đất đỏ từ trong lòng đồi tuôn ra. Mỗi ngày một đùn lên to thêm trước cửa đường hầm. Chính ủy đại đoàn đã xuống tận bếp của đại đội công binh, bàn bạc với các anh nuôi cách cải thiện ăn uống cho các chiến sĩ đào hầm. Mặt trận đã dành những thứ thức ăn hiếm có nhất cho những người con yêu. Họ nhận được các thứ bánh kẹo chiến lợi phẩm, những hộp bột chanh, những bánh đường phên và đôi khi cả những quả cam tươi. Tuy được săn sóc như vậy, nhưng người họ cứ mỗi ngày một gầy võ, xanh sạn đi, sức khỏe giảm sút rất nhanh. Câu chuyện của người đại đội trưởng kể lại có hơi rẻ già. Giá vào lúc khác, anh đã bị sự phản ứng của xung quanh. Nhưng hôm nay với vấn đề này, người nghe tỏ ra dễ đãi chăm chú nghe anh và có người còn cho là anh báo cáo có duyên đồng chí đại đội trưởng ngừng nói móc túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ cũng xin báo cáo với các đồng chí là để giải quyết những khó khăn về chuyên môn trong khi đạo cái hầm này ngoài cách họp anh em lại bàn bạc tất cả những máy móc giúp sức cho chúng tôi chỉ có hai thứ này anh dơ cao cho mọi người xem chiếc hộp tròn và một ống thủy tinh nho nhỏ nhấp nhánh trước ánh đèn anh nói tiếp Đây là chiếc địa bàn tôi kiếm được trong trận Mộc Châu năm ngoái Và đây là ống tiêm nước cất xin của đồng chí y tá Địa bàn thì dùng để chỉnh hướng đào cho thẳng Còn nước cất này thì để thay thủy bình giữ chiều thăng bằng của mặt hầm Về mặt chuyên môn, nhiều vấn đề gay go lắm Hôm nọ, tôi đã bị một bữa toát mồ hôi, bốt óc vì cái này anh vừa nói vừa dơ cao chiếc hộp địa bàn Bữa đó đào sâu được hơn ba chục thước rồi Tôi mang địa bàn vào để kiểm tra hướng Thì thấy kim cứ quay loạn lên Đã tưởng địa bàn hỏng Địa bàn mà hỏng thì thật chết Người đi sông đi biển hỏng Địa bàn còn có thể nhìn mặt trời Nhìn trăng sao để tìm phương hướng Chứ chúng tôi đi trong lòng đất Mà nó hỏng thì còn biết dựa vào đâu Nhưng đến lúc đem ra ngoài cửa hầm Thì thấy kim vẫn chỉ đúng hướng Tôi cũng chịu không giải thích được về mặt khoa học hiện tượng này là như thế nào Thú thật với các đồng chí Từ ngày trên cho về đại đội công binh đến giờ Chỉ được học đôi chút về cách làm cầu, làm đường Nặng về dùng sức khỏe Khi cần gỡ mìn, phá bom thì trên lại hướng dẫn cho từng việc Việc đào đường hầm này thì chưa từng được học Cũng chưa từng được nghe ai nói đến bao giờ Như vậy là địa bàn bị mất tác dụng Chúng tôi phải tìm cách cắm ba nén hương trên một đường thẳng để chỉnh hướng cách đây mấy hôm chúng tôi được lệnh của đại đoàn là phải điều tra cho biết đích xác khoảng cách từ cửa đường hầm tới hầm ngầm của địch chúng tôi cũng nhận thấy việc này là rất cần đảo đúng hướng rồi nhưng nếu không đặt được bộc phá đúng dưới chân nó thì có đánh cũng không kết quả gì mỗi ngày anh em chỉ đứng ở cửa hầm nhìn các ụ đất trên đỉnh người đoán là xa năm chục thước người đoán là xa sáu chục thước không biết ai đúng ai sai khi nhận được lệnh trên chúng tôi đem ra bàn trong hội nghị chi ủy có đồng chí bàn buộc dây và lựu đạn ném lên rồi kéo dây về nhưng ụ đất ở rất xa người thật khỏe ném lựu đạn không cũng chẳng thể tới huống hồ lại là lựu đạn có một cái đuôi dài 6 bảy chục thước dây có đồng chí lại bàn hay là buộc dây vào đuôi đạn xì tốc bắn lên ý kiến này lại càng không thực tế sau chi ủy thấy chỉ còn có một cách bỏ lên mà đo các đồng chí đều đã biết từ cửa đường hầm của chúng tôi tới hầm ngầm địch phải qua rất nhiều ụ súng của chúng nó. Đồng chí tỷ là trung đội phó ở trong chi ủy xin làm việc này. Khi nhận nhiệm vụ trên giao, chúng tôi cùng đã bảo nhau gặp khó khăn thì đảng viên, cán bộ phải đi đầu. Người đại đội trưởng dừng nói một chút, trầm ngâm. Nét mặt anh lúc này mất hẳn vẻ hài hước, trở nên trang nghiêm một cách thực sự. Mọi người chăm chú theo dõi câu chuyện. Chính trị viên Tuấn đang ngước mắt nhìn anh nói Tự nhiên nhíu đôi lông mày lại một lúc như muốn cố nhớ một điều gì Người đại đội trưởng nói tiếp Thưa các đồng chí Đêm hôm kia đồng chí tỷ đã bỏ lên Chúng tôi buộc một đầu dây ở cửa hầm để đồng chí đó rong theo Đồng chí tỷ lên được một lúc thì có tiếng súng nổ Chúng tôi trèo lên nóc cửa hầm Thấy đồng chí tỷ ở phía trên chạy xuống Nhưng đồng chí tỷ vừa đến chỗ chúng tôi thì ngã xuống không kịp nói gì nữa đồng chí tỳ đã hy sinh rồi chúng tôi đem sợi dây đo thử thì thấy chiều dài gần đúng với dự kiến của chúng tôi về khoảng cách giữa cửa đường ta và hầm ngầm của địch chúng tôi đoán là đồng chí tỳ đã bỏ lên được đến hầm ngầm của nó lúc quay xuống bị lộ nên địch bắn theo thưa các đồng chí việc làm của chúng tôi chỉ có như vậy hiện nay đường hầm coi như đã đào xong chúng tôi còn phải làm sao đưa được bộc phá vào trong hầm và làm cho bộc phá nổ thật tốt trong những người ngồi nghe có tiếng gì rầm cách đây ít ngày các tiểu đoàn vừa nhận được một thông chi của đại đoàn yêu cầu tập trung bộc phá của các đơn vị gửi lên lệnh này đã làm cho các nơi xôn xao ngày chiến đấu sắp tới đáng lẽ như mọi khi họ phải lên đại đoàn lính bộc phá về bây giờ lại có lệnh tập trung bộc phá gửi lên trên chuông điện thoại của cơ quan tham mưu luôn luôn vang lên vì những người đòi gặp tham mưu trưởng hỏi lại lệnh này cơ quan không giải thích gì thêm cho họ vì sao trên lại tập trung thuốc nổ chỉ nhắc họ cố gắng chấp hành thông chi từ hôm ấy đến nay các tiểu đoàn vẫn chưa làm sao tập trung được số thuốc nổ trên yêu cầu lấy thuốc nổ của các đại đội lúc này khác nào tước vũ khí của họ trước giờ chiến đấu nhưng cơ quan trên cũng không thúc giục gì họ thêm hình như trên cũng lưỡng lự khi phải ra lệnh này bây giờ họ đã hiểu cần có số thuốc nổ đó để nhét vào chân hầm ngầm. Họ đoán là đại đội trưởng cao sắp nêu ra vấn đề đó. Nhưng chính ủy đại đoàn đã đứng lên. Cặp mắt sắc sảo của anh lúc này dịu đi. Cái nhìn của anh đầy chiều mến. Anh nói, tôi xin báo với các đồng chí một tin vui. Đại đoàn đã hủy lệnh tập trung bộc phá. Thời gian vừa rồi, khi các đồng chí công binh lo đào hầm, bộ tư lệnh chúng tôi rất lo về vấn đề thuốc nổ chúng ta cần không phải ít hàng tấn xin bộ bộ cho được một ít chỉ còn cách lấy ở các đơn vị sung kích nhưng đến lúc này chả đơn vị nào chịu rời thuốc nổ ra chúng tôi cũng thấy làm như vậy là vô lý vì các đồng chí cũng cần giữ thuốc nổ để chiến đấu bản mãi với nhau vẫn không giải quyết được nhưng vừa rồi thì các đồng chí cao xạ pháo đã giúp chúng ta trong cái máy bay năm đầu bị bắn rơi ở bản kéo có 8 quả bom chưa nổ. Chúng tôi đã đề nghị bộ cho công binh đến mở bom lấy thuốc. Bây giờ chúng ta không thiếu thuốc nổ nữa rồi. Chúng ta đã có những thứ thuốc nổ rất tốt. Mọi người xôn xao một lúc vì vui mừng. Cuộc hội nghị giao nhiệm vụ chiến đấu ở trung đoàn kết thúc. Chính ủy đứng ở cạnh cửa hầm nhìn các cán bộ lần lượt ra về. Trận đánh lần trước gặp khó khăn làm cho những anh chàng đại tếu, đại chủ quan cũng cụp cả lại rồi. Họ đi qua mặt anh với thái độ trầm lặng, suy nghĩ, sẵn sàng đón lấy những khó khăn sẽ xảy ra. Chính ủy nhìn thấy qua thái độ ngày hôm nay, họ bớt sốc nổi, mà chắc chắn vững vàng hơn. Anh thầm hỏi mình, trong những người đi kia ai là người anh sẽ không được gặp lại nữa? Anh đã qua nhiều cuộc hội nghị thế này, mà cứ đến giờ phút này anh lại thấy sao xuyến. Một cán bộ nhìn anh, anh tránh cặp mắt của người đó, sợ anh ta đọc được trên mặt mình những tình cảm yếu đuối. Vào cuối tháng tư năm đó, một buổi chiều, khi những đáy núi đã sẫm mình lại, thì trên nền mây xám của đỉnh Pa Hồng bắt đầu xuất hiện những tia chớp ngoằn ngoèo xanh biếc. Không lâu sau đó, tiếng sấm nổi ầm ầm, trời bắt đầu mưa. Không phải thứ mưa giả dích của mùa xuân mà là những trận mưa dữ dội, đổ từng thác nước của mùa hè. Chiến hào của ta và địch đều ngập nước, đường 41 nhão ra như vữa, những thành vại của những quả núi bị bạt đi lở ra đổ từng cồn đất xuống lấp kín mặt đường mưa liên tiếp mấy ngày liền những trận mưa báo hiệu mọi điểm chẳng lành mùa mưa năm nay đến sớm hơn từ đầu mùa xuân một cuộc chạy đua nước rút đã diễn ra trên mặt trận này giữa chúng ta và thiên nhiên trước khi nhảy dù xuống điện biên phủ bộ tham mưu của nava rất lọc lõi về tình hình chiến tranh ở đông dương tính đi tính lại đều thấy ta không thể nào duy trì lại mặt trận một số người lớn hơn hai đại đoàn và hai vạn dân công. Những tính toán của chúng không phải là vô căn cứ. Điện biên phủ cách xa hậu phương của chúng ta 500 cây số, chỉ nối với phía sau bằng một con đường chạy dài, nằm vắt mình trên những đèo mây, qua hai con sông lớn và hàng trăm con suối. Riêng quãng đường từ tuần giáo và điện biên phủ dài gần 100 cây số, chỉ là đường dùng cho xe ngựa chạy bỏ đã lâu ngày. Kẻ địch tin có thể chặt đứt sợi chỉ mảnh không gì che chở đó bất cứ lúc nào. Khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng đã được Trung ương đảng đề ra. Các đồng chí Trung ương chia nhau đi các địa phương tự mình đôn đốc việc tiếp gạo, đạn, tiếp người cho tiền tuyến. Khi những đơn vị chủ lực đầu tiên của chúng ta xuất hiện quanh lòng chảo điện biên phủ là lúc cuộc tấn công của không quân Pháp vào con đường vô tội bắt dầu chúng chút bom đạn vào các bến phà, những đỉnh đèo, những chiếc cầu. Dữ dội hơn cả khi đánh chặn những đơn vị xung kích của ta tiến vào đồn chúng. Đều cả bị đánh phá liền trong hai tháng. Ngã ba còn nổi có ngày bị thả tới 300 quả bom. Đèo lũng lô, đèo trẻ, đèo pha điên lúc nào cũng dừng rực lửa. Tiếng nổ của bom nổ nhanh, nổ chậm phá giường vang lên suốt ngày đêm. Những buổi chiều, khi mặt trời vừa xuống núi, hàng ngàn, hàng vạn các chiến sĩ công binh, thanh niên sung phong, đồng bào dân công từ các lán trú ẩn đổ ra mặt đường. Họ dũng cảm bước vào những trận địa địch đã bày sẵn. Đoạn đường gấp khúc ở sườn đèo đã biến mất dưới những hố bom khổng lồ. Giữa những bãi đất đá đổ nát tơi bời con phủ khói đó, hàng ngàn trái bom bươm bướm đang rình cắn nát những cẳng chân họ. Sâu hơn, dưới lòng đất những quả bom hẹn giờ thâm hiểm đang chờ bất thần nuốt một toán dân công hất tung một chiếc xe vận tải tạo thêm một cái vực nhỏ trên mặt đường chỉ vài giờ sau bằng những chiếc thuồng chiếc xẻng, những gói thuốc nổ những cọc gỗ những tấm phên nứa họ đã tạo một con đường sống giữa đất chết đôi lúc có những quả bom định giờ nằm hiểm hóc quá dưới lòng đất không đào lên kịp thì một cán bộ công binh đứng ngay tại chỗ nguy hiểm đó để những người lái xe những đồng bào dân công yên lòng đi vượt qua chưa bao giờ lòng yêu nước và sức chịu đựng của nhân dân ta được thử thách như mùa xuân và đầu hè năm đó để tránh lao xe hàng xuống vực thẳm sau nhiều đêm thức dòng những người lái xe đã phải bôi dầu cao con hồ vào mắt trốn tránh cấp trên tự đầu độc mình bằng cà phê và trà đặc dùng quá liều lượng để chống ngủ những người lái xe trẻ vừa được đào tạo cấp tốc qua một khóa học tập ngắn hạn chưa điều khiển xe chạy quá 300 cây số đã lấy con đường hiểm nghèo ra tiền tuyến để hoàn thành việc học tập của mình. Những bác lái xe già sưng lá lách vì sốt rét hoặc mắc chứng đau bụng kinh niên, bỗng thấy con bệnh bị đẩy lùi. Không gì ngăn cản được họ trên đường ra tiền tuyến. Những đoàn xe chạy ban ngày dùng tốc độ của xe để tránh làn đạn máy bay, dùng súng trường chiến đấu với B.26 cả những khi xe hỏng, những người lái xe cũng không chịu để xe nằm lại. Lốp vỡ, không có lốp thay, họ vá lốp bằng đinh bu long. Díp xe gãy, không có gì thay, họ chặt che rừng làm díp. Hầu hết lực lượng vận tải bằng xe đạp thổ đã được huy động cho chiến dịch. Hai vạn chiếc xe đạp thổ của Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa đã vận chuyển trên hai vạn tấn lương thực đạn dược cho mặt trận. Từ đường bằng họ chuyển lên đường núi, từ đường to họ chuyển vào đường nhỏ, từ tuyến ngoài họ chuyển vào tuyến trong. Lần đầu, những chiếc xe đạp vượt đèo cao, suối sâu bám sát những khẩu pháo mang đạn ra tận hỏa tuyến. Thời gian phục vụ của họ lúc đầu định là 2 tháng, sau tăng lên 4, 5 tháng. Chiếc xe thổ, công cụ sinh sống chủ yếu của cả một gia đình, ngày mới lên đường đã được lắp những phụ tùng mới nhất, tốt nhất, bây giờ sọc sệt, chắp vá họ biết rõ ở lại chiến dịch thêm một ngày thêm một ngày gia đình họ gặp khó khăn trong sinh hoạt nhưng không một người nào rời bỏ hàng ngũ năng suất thổ tăng không ngừng từ trăm rưỡi cân lên hai trăm hai trăm năm mươi cân và cuối cùng kỷ lục thổ lên tới ba trăm hai mươi cân điện biên phủ xa xôi mất hút giữa núi rừng tây bắc năm đó đã trở thành thủ đô của kháng chiến một thủ đô giữa những ngày hội lớn mọi con đường đều hướng về đây mọi trái tim đều hướng về đây. Ban đêm, đi trên đường 41, chỉ nghe tiếng nói của các đoàn dân công. Người ta cũng biết cả miền Bắc từ Việt Bắc đến Trung Du, Đồng Bằng, khu tư xa xôi, đều kéo nhau ra tiếp sức cho bộ đội ngoài mặt trận. Đồng bào mèo bỏ tập quán lâu đời không chịu rời xa lâu ngày những đỉnh núi mây phủ của mình, dắt ngựa xuống núi đi dân công vận chuyển lương thực cho bộ đội những chiếc thuyền độc mộc nối nhau vượt thác sông Mã, sông Đà lên Điện Biên. Trên dòng sông nậm na hàng vạn chiếc mảng do những chị dân công điều khiển lao qua hàng trăm thác nước đưa gạo từ phòng tô về. Đồng bào các dân tộc Tây Bắc vét những hạt gạo cuối cùng cho bộ đội ăn để đánh giặc. Một huyện tuần giáo, ruộng ít người thưa, vừa thoát khỏi nanh vuốt của giặc Pháp và thổ phỉ, đã góp cho chiến dịch 1.200 tấn gạo và 80 tấn thịt vượt gấp 5 lần mức lương thực định huy động lúc đầu. Hướng về mặt trận chính điện biên phủ, suốt đông xuân những năm đó, các chiến trường phối hợp trên toàn quốc, từ địch hậu đồng bằng đến liên khu về, nam bộ cùng ra sức đánh địch, tiêu diệt của chúng hàng vạn quân. Toàn dân không tiếc gì để giành chiến thắng cho điện biên phủ. Trong khi đó, đế quốc Pháp với sự bơm hơi của đế quốc Mỹ cũng đổ toàn bộ sức lực của chúng vào quyết chiến điểm Điện Biên Phủ, định đánh một canh bạc cuối cùng. Cuối tháng 4 năm 1954, chính phủ phản động Pháp đã vét những chiếc máy bay B.26 cuối cùng trên đất Pháp gửi cho Nava. Trong khoảng một tháng, Tổng chỉ huy quân đội Pháp tại Đông Dương đã ném thêm 3.000 quân xuống Điện Biên Phủ, gồm toàn bộ những tiểu đoàn dự trữ cuối cùng của hắn và 700 tên lấy ở các binh chủng khác mới nhảy dù lần đầu ngoài khơi Thái Bình Dương, hai hàng không mẫu hạ Boxer và Philippines Sea đã tiến vào vịnh Bắc Bộ. Những pháo đài bay B.29 của Mỹ đã sẵn sàng trên các sân bay ở Philippines chờ lệnh tiến về vùng trời Điện Biên Phủ. Các tướng tá Mỹ đến Sài Gòn thảo luận những chi tiết kỹ thuật cuối cùng về cuộc can thiệp bằng không quân Mỹ vào Điện Biên Phủ theo kế hoạch diều hâu. Cũng vào cuối tháng 4 năm đó, cuộc hội nghị ở Geneva sau khi thảo luận về vấn đề Triều Tiên sắp chuyển sang thảo luận về vấn đề Việt Nam. Những trận mưa đầu mùa đã tới, hàng vạn cặp mắt lo lắng nhìn vòm trời xám nặng đè xuống chiến trường. Mọi người trên mặt trận đều biết, thời gian không chờ đợi họ nữa rồi. Nếu họ không gắng hết sức mình dẫn lên phía trước, kết thúc trận đánh trong một ít ngày nữa thì cuộc chiến đấu ở đây sẽ phải kéo dài qua mùa mưa và chưa thể lường trước được những biến chuyển của tình hình trong thời gian tới cũng may đây mới chỉ là những trận mưa báo hiệu đầu tiên trời còn tối đất liên lạc của đại đội đã đi các hầm đánh thức cán bộ trung đội lên họp đêm hôm qua đại đội trưởng khỏe ở trung đoàn về rất khuya họ ngồi bó giỏ trong căn hầm khá chật trội của ban chỉ huy hai cán bộ đến chậm không làm sao vào lọt nữa Đồng chí trung đội trưởng mới tới nhắc mãi mọi người không được, tụt luôn đôi dép cao su ngồi phệt xuống trước cửa hầm, nói như dỗi, thôi ngồi ngoài dự thính vậy. Mọi ngày ngồi vẫn đủ cơ mà, mấy đồng chí ở trong cùng ngồi nép và tí nữa, tiếng chính trị viên thọ từ trong hầm vọng ra. Một lát sau, tất cả đã vào lọt trong hầm, đại đội trưởng khỏe ngồi giữa hầm, gần như ôm lấy chiếc đèn bão, ngọn đèn không còn chỗ mà tỏa sáng phun muội vào mặt anh. Đại đội trưởng chưa kịp tuyên bố nội dung cuộc họp thì trung đội trưởng trung đội một ngồi trong một xó tối nhất đã nói đón trước bằng cái giọng hóm hình. Ban chỉ huy gọi anh em lên sớm, chắc lại có chuyện khẩn trương, chuẩn bị bộc phá chăng. Đôi mắt sâu lần trong bóng tối đôi gò má cao của đại đội trưởng khỏe lóe sáng. Đúng rồi, có lệnh chuẩn bị bộc phá đấy. Liệu có lại như lần trước không? Đề nghị trên mệnh lệnh cho dứt khoát không cứ phải giải thích với anh em mãi. Lần này thì dứt khoát. Lần trước ban chỉ huy cũng nói là dứt khoát đấy thôi. Trong những lúc bình thường, đại đội trưởng khỏe đối với anh em vẫn dễ tính. Lần này thì đúng, thật là dứt khoát. Trung đội trưởng trung đội hai nói xen vào. Có được 99 phết 5% không ạ? Trăm phần trăm chính trị viên thọ không thích câu chuyện như thế kéo dài tình hình khẩn trương rồi đấy các đồng chí ạ à. việc quân sự biến hóa biết thế nào trước được không mặc cả với các đồng chí đâu đánh hay hoãn cũng nhằm bảo đảm phương châm đánh chắc thắng đã có lệnh chuẩn bị thì các đồng chí phải chuẩn bị cho thật chu đáo theo tôi lần này sẽ được đánh đích trung đội trưởng trung đội hai im lặng một cái đầu gối của ai ở phía sau khẽ hích vào sườn anh cuộc họp bắt đầu Trời sáng rõ thì các cán bộ ra về. Khoảng một giờ sau, những căn hầm hoạt động hẳn lên. Các chiến sĩ giờ súng đạn ra lau, xem lại túi lựu đạn, khâu lại dây buộc cổ dày. Đi rồi đấy. Lần này chắc không hoãn nữa. Mẹ bố thằng trời, cứ sắp chuẩn bị là mưa. Ngồi đâu mà gói bộc phá bây giờ? Tạnh đấy chứ mưa đâu. Thôi, xin ông cá ngão bộc phá dính nước không nổ thì mai kia tha hồ mà béo mỡ gói bộc phá phải có chỗ khô ráo. tuy sớm nay trời đã tạnh mưa nhưng ngoài hầm chỗ nào cũng lầy lội cả trung đội phó lạn chạy nháo lên một lúc rồi đến hầm tiểu đội trường phấn phải làm trong hầm thôi cậu ạ à. đề nghị mấy đồng chí ở đây tản cư sang hầm bên cạnh mà chuẩn bị cá nhân cho chúng tớ mượn cái hầm này hai chiến sĩ ôm ba lô và chăn bạt đi lạn và phấn thu gọn những thanh vầu những mớ lá khô anh em lót hầm chống ẩm ôm quẳng cả lên trên nóc hầm lạn cầm lưỡi lê vạch trên mặt đất một cái ô vuông rồi bảo phấn đấy cậu khoét làm khuôn đi cho vuông thành sắt cạnh vào lạn ngồi nhích ra một chỗ khác cũng cầm sẻng khoét đất chiếc lỗ của anh khoét tròn và nhẵn như một cái chảo phấn hỏi anh làm gì thế phải khoét thế này rồi lót vải xuống chứ không lấy cối đâu mà dã một chiến sĩ đem tới một ôm vải và những bánh thuốc nổ vừa vàng vừa trắng trông ngon ngon như những miệng bánh khảo. Lát sau, bụi thuốc bay mù trong hầm, khét nhức đầu. Một anh lính trẻ cởi trần, vừa bưng mũi che bụi, vừa dám mạnh chiếc chày xuống cái cối đất bình bịch, bắp thịt cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Thỉnh thoảng anh ta lại phải ngừng tay bưng miệng hắt hơi liền mấy cái. Ông gà tổ ơi! Khăn tay đâu? Trung đội phó lặn nói Tôi không có khăn tay Thế có khăn mặt không Hay là buổi sáng chỉ đánh chị Anh lính trẻ tét miệng cười Hàm răng đều và trắng như sữa đồng Khăn mặt thì có họ Đúng là gà đông tảo Về lấy khăn mặt buộc vào mũi kia Phấn ngồi lặng lẽ gói thủ pháo Nhìn người chiến sĩ mới anh thấy đúng là hình ảnh của mình cách đây một hai tháng Cũng vẫn đồng chí lạn này Hồi đó còn gọi Phấn là đại biểu thiếu nhi và thỉnh thoảng lại dọa nếu đánh nhau không anh Dũng thì sẽ khai trừ ra khỏi tiểu đội. Ngày đó, Phấn còn ngồi tròn mắt xem trung đội trưởng cương gói những quả thủ pháo. Đến hôm nay, Phấn đã thành người gói thủ pháo cho toàn trung đội. Tổ trưởng của anh đã trở thành trung đội phó. Lạn không bao giờ còn gọi đùa Phấn là đại biểu thiếu nhi và ôm lấy Phấn mà hôn chùn chụt nữa. Phấn cũng không còn được sống những ngày không lo nghĩ, làm việc xong mệt xúc đầu vào nách ngọ ngủ một mạch đến lúc có người đánh thức mới dậy. Phấn đã phải lo lắng từ nơi ăn trốn nằm đến tình hình tư tưởng của cả tiểu đội. Ngày mai chiến đấu không biết sẽ gặp những khó khăn gì. Anh em có đồng lòng nhất trí với nhau không? Liệu mình có khỏi lơ ngơ dẫn anh em đến nước mũi súng của địch không? Bao nỗi lo dối ren trong đầu. Đôi khi trong óc phấn lại hiện ra mái trường học cũ gần dòng nông giang ở Hậu Hiền, Thanh Hóa. Ngày ấy, trường đi tổng quân đông thế mà bây giờ phấn không gặp một người nào ở đây có lúc phấn mơ màng nghĩ đến một ngày kia chiến thắng xong phấn trở lại trường cũ thầy giáo sẽ dắt tay phấn lên đứng bên cạnh bàn của thầy rồi giới thiệu với những anh chị em học sinh người quen người lạ anh bộ đội này cách đây ít lâu là học sinh của trường ta anh đã sung phong tổng quân và đã tham gia nhiều trận chiến đấu trong chiến dịch lịch sử điện biên phủ anh sẽ kể lại những gương chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ để các em nghe và trong số các nữ sinh ngồi dưới có cặp mắt tròn đen lay láy quen thuộc của một người nhìn phấn không chớp lạn vừa nhấc trong lòng hố lên một khối bộc phá đánh lô cốt gói chắc nịch cậu nào vớ được quả này thì thật sướng bảo đảm là nổ to hơn sấm đánh xong chẳng biết lô cất địch chạy đi chỗ nào phấn chợt nhớ ra một điều lo lắng hỏi lạn Liệu anh ngọ có về kịp không anh lạn nhỉ? Cậu ấy bảo chỉ đi một lúc, phải về mà chuẩn bị quân chứ. Ngọ trở về đơn vị giam hôm nay, anh được giao nhiệm vụ chỉ huy trung đội bộc phá. Đêm đầu tiên về nhà, ngọ mò ngay đến hầm phấn ngủ chung, phấn lại rúc vào nách ngọ như một đứa em, nghe ngọ kể các thứ chuyện trong những ngày bị giam. Đêm khuya ngọ bảo phấn, cậu dạo này thức khỏe gớm nhỉ? Ngày trước, Đêm nói chuyện với cậu chưa được ba câu đã thấy cậu ngáy rồi cơ mà. Phấn cũng không hiểu tại sao dạo này mình ít ngủ hơn trước. Anh nghĩ đến đôi mắt trũng sâu của chính trị viên và đại đội trưởng, lo rồi đây mắt mình cũng sẽ sâu xuống như thế. Từ hôm biết tin anh Cương đã sang phụ trách đại đội 2 của tiểu đoàn, Phấn rất buồn. Trung đội này chỉ có lạn mới ở quân y về với anh là người cũ, nếu trong trận đánh sắp tới trung đội chỉ có mình đồng chí Lạn Chỉ Huy thì anh không yên tâm. Anh không biết ai sẽ làm trung đội trưởng. Phấn ước gì lại có được một người như anh Cương ngày trước khi ngọ trở về đại đội, phấn chợt nghĩ ngay ngọ sẽ là người chỉ huy trung đội ba. Quả nhiên, mấy ngày sau ngọ được điều về trung đội, nhưng từ hôm về, ngọ luôn luôn được lệnh trên gọi đi. Phấn chỉ lo ngọ sẽ chuyển sang công tác khác. Bác quản lý vừng chán nhăn nhúm ngó vào cửa hầm ông phấn thế nào mà tiểu đội ông lại chỉ có ba người ăn cơm à cả anh lạn đây báo cáo anh hôm nay trung đội anh bỏ cơm ra nửa tôi hỏi anh em ai cũng kêu mệt mệt gì anh xem khéo lại bệnh tư tưởng lạn ngừng tay làm thuốc ngẩng lên há miệng định nói thì hơi thuốc sộc vào mũi hắt hơi liên tiếp mấy cái anh lấy tay quệt nước mũi Cổ tay anh cũng đầy thuốc vàng Giọng nói của lạn khác đi Như người phải cảm Không sao Anh em đêm qua nó đi đào trận địa về khuya mệt đấy Đến chiều tất cả lại không ngốn hơn voi Chỉ cả kiếm cho chúng em một bát canh ăn cho mát ruột Đậu xanh, rau dớn hay tẩu bay cũng được Bữa sáng ai không ăn thì thôi Nhưng bữa chiều không cần hỏi nữa Cứ nấu cả cho tôi Phấn chợt thấy lo câu nói của trung đội phó không làm anh yên tâm. Phấn thấy một số anh em tỏ vẻ khang khác sau khi đi làm công tác tử sĩ trung đội 2. Mấy đêm vừa rồi đi đảo trận địa, cứ nghe tiếng tàu bay địch là có những người nhớn nhát. Đôi lần, Phấn gặp bất chợt anh em đứng thì thào với nhau. Khi thấy Phấn, họ làng đi. Trưa hôm qua, đang ngủ tỉnh giấc, Phấn bắt gặp hai đồng chí nằm bên mình không ngủ. Mắt mở thao láo, đầy vẻ lo âu phấn đoán mấy trận bom vừa rồi đã ảnh hưởng đến tinh thần anh em khó khăn bằng ấy ngày chịu đựng được giờ đến lúc chiến đấu như người đi đường dài sắp tới đích mà ngồi lại thì hỏng cả phấn không hiểu tại sao lại có người khi còn ở hậu phương học tập thì vui vẻ hứa hẹn quyết tâm nhưng đến lúc đi chiến đấu thì lại âu sầu biện cớ ốm đau bệnh tật không đi sao họ không biết xấu hổ với những điều mình đã hứa hẹn trước anh em trước cấp trên Phấn nghĩ mình thả chết thì thôi chứ không thể như họ. Có đôi lúc bom đạn cũng làm cho Phấn hoảng hồn. Nhưng những phút đó chỉ thoáng qua, như người đang ngồi bị một người đến vỗ vai bất thần thì giật mình. Nghĩ đến chiến đấu là Phấn lại nhớ tới ngay bộ mặt lấm tấm liệu đạn xương vù của đồng chí thương binh đánh hầm ngầm, hình ảnh anh cương nhảy vào ụ súng sách cổ từng tên địch kéo ra ngoài. Khi bác quản lý đi rồi, phấn rụt rè nói với trung đội phó bằng một giọng lo lắng anh lạn này liệu làm nhanh nhanh lên ta đi xem anh em thế nào mấy hôm nay tôi thấy một số anh em có vẻ hãi đấy nhất là phấn định nói nhất là tân binh nhưng ngượng mồm lại thôi lạn ngước mắt nhìn phấn suy nghĩ một lát rồi lại cúi xuống buộc dây quanh quả bộc phá nói một cách vô lo yên trí đảng viên họ chịu trách nhiệm lãnh đạo tư tưởng là chính cánh mình là cứ lo đánh nhau cho tốt. Cách đây ít hôm, đồng chí tiểu đội phó đã gọi phấn ra một chỗ vắng thủ thủy. Chi bộ rất chú ý theo dõi đồng chí. Chi bộ có nhận xét, đồng chí về mặt chiến đấu có tinh thần dũng cảm, nhưng công tác lãnh đạo tiểu đội còn yếu. Đồng chí chưa chú ý đến tình hình tư tưởng của anh em, chưa giải quyết cho họ những thắc mắc. Đồng chí tiểu đội phó này trước công tác ở đơn vị vận tải của đại đoàn mới về tiểu đội của Phấn anh là người đảng viên duy nhất trong tiểu đội phấn cảm thấy những điều lạn vừa nói không đúng nhưng từ xưa tới nay phấn vẫn coi lạn như người đi bước trước đàn anh nên phấn không nói lại anh định bụng lát nữa sẽ hội ý ngay tình hình này với tiểu đội phó và khi trung đội trưởng ngọ về sẽ báo cáo thật kỹ lưỡng trong khi đó ngọ đang ở trên ngọn đồi cao sau vị trí trú quân cùng với đại đội trưởng cương Hai người đứng sau một búi lau nhìn xuống khu trung tâm Mường Thanh. Cương bảo ngọ, bây giờ xương tan nhìn sáng, cậu quan sát thật kỹ gì. Có đúng cái ụ cao gần kia hèn cát đổ kia là nơi nó bắt cậu đến sau khi cậu đánh thằng quan ba không? Ngọ hơi nhăn mặt. Đúng anh ạ, à, tôi nhìn rõ lắm rồi. Cậu thấy vai nó đeo hai sao à? Vâng, trong hầm có đèn điện, tôi nhìn rất rõ. Hôm nọ tôi báo cáo tham mưu trưởng đại đoàn thì tham mưu trưởng nói, nếu đúng thế thì nó là thằng tướng đờ cát. Đôi lông mảnh đen từng sợi cong rất đều như một mái tóc mấy trại của Cương hơi nhíu lạ. Từ chiều hôm qua, Cương đã được lệnh của tiểu đoàn chỉ để lại hai tiểu đội phòng ngư trên A1, còn rút cả bộ đội về để tham gia chiến đấu trong đội hình của tiểu đoàn. Sáng nay, Cương về đại đội cũ gặp Ngọ và bảo Ngọ lên đây cương kéo ngọ lại giáp bên mình chỉ tay nói chỗ khuỷu suối cong cong kia là nơi mình vào gặp cậu đêm hôm ấy cậu cố nhớ lại xem từ đấy vào đến chỗ thằng đờ cát bao xa ngọ ngẫm nghĩ rồi đáp không xa đâu hôm ấy tôi còn đau chân đi tập tễnh mà chỉ khoảng chưa hút hết một điếu thuốc lá là tới hai trăm thước là cùng anh ạ à. ngọ chăm chăm nhìn cương mặt anh hơi võ đi nước da anh không bắt nắng mấy tháng trời lăn lộn ngoài trận địa chỉ đỏ lên từng mảng đôi mắt anh rất nhiều lòng đen giá nhỏ hơn một chút thì thật giống mắt con gái ngọ không hiểu anh cứ hỏi đi hỏi lại mãi về chỗ ở của thằng đờ cát làm gì buổi đọc hôm nay chúng tôi xin tạm dừng tại đây quý vị hãy đăng ký và like video để chúng tôi có thêm động lực để đưa ra những clip